Ok, chim cu gáy hay xin xin chào các bác tất cả anh em đang nuôi những chú chim gáy của chúng ta. Và chủ đề hôm nay trên kênh Chim Cu Gáy Hay sẽ chia sẻ với các bác một cái căn bệnh mà có lẽ là nó là ác mộng của loài chim cu gáy. Đấy, thì các bác có thể thấy trên màn ảnh nhỏ là mình cố lọc ra một con chim do là có mua được của một bác đi bẫy. Một thời gian thì mình về thấy là nó có cái triệu chứng như thế này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề của những cái của bệnh bệnh này. Đầu tiên thì chúng ta phải thừa nhận rằng đây là một bệnh hô hấp cấp tính của chim. Đó. Ở trên bên lĩnh vực thú y thì người ta có thể hiểu là bệnh Coryza. Đấy. Và các bạn biết là cái bệnh này thì nó rất là dễ lây lan, và cái mầm bệnh của nó được ủ ở trong những cái con chim ở ngoài thiên nhiên, và nó có thể lây sang các trại gà hoặc là các trại chim, đặc biệt là chim bồ câu và một số những cái dòng lông vũ gia cầm. Đấy. Với cái biểu hiện là chảy nước mũi, khó thở. Đấy. Sau đó là sưng phù đầu mặt. Thế thì cái dấu hiệu mà các bác khi các bạn phát hiện thấy chú chim của chúng ta có những dấu hiệu, đặc biệt là như con chim này các bạn đang xem trên màn hình đây, là con chim nó đã đến cái giai đoạn là nó ở cái giai đoạn là nó đã nặng rồi. Đấy. Còn giai đoạn sớm mới chớm bị thì chúng ta rất khó phát hiện. Đấy. Đầu tiên thì chúng có thể là chim những chú chim cu của chúng ta có thể là có những triệu chứng là giảm ăn, rụt cổ, xù lông, ủ rũ. Đấy. Đấy là giai đoạn đầu. Và cái bệnh này thì thực ra là chúng ta không thể thấy nó chết ngay hàng loạt được. Nó không như những cái bệnh Newcastle hay là một số những bệnh khác tụ huyết trùng. Cái khả năng mà khi mà chúng ta nuôi với cái trang trại hoặc là mấy cái số lượng lớn thì chúng ta thấy là cái khi nó đã nhiễm bệnh thì nó có thể là nó chưa thở như con này đâu. Nhưng mà chúng ta thấy là cơ thể nó kém ăn, gầy, xác chim, khả năng là chúng ta nuôi sinh sản là khả năng đạt kém. Đấy, sản lượng trứng ra con là rất là kém các bạn nhé. Và đến cái giai đoạn thứ ba là đến giai đoạn mà chúng ta thấy là gì, chúng gọi là trứng thở thở dốc như thế này, hoặc là có thể là chúng sưng đầu, sưng mặt. Đấy, sưng đầu có thể là phù mặt lên. Đấy, và cái nước nhầy, cái dịch viêm á, chảy ra từ mũi và bắt đầu trong sau đó là đóng cục mủ trắng. Đấy, khi mà chúng ta nhảy ra cạy ra thấy như kiểu là bã đậu ở phần thường là ở phần cạnh lỗ mũi hoặc là ở gần mép, ở khu vực mắt đỉnh đầu ạ. Đấy, cái khu vực đầu thì cái cơ chế của nó là vì sao lại như vậy? Thì cái đặc thù cái bệnh này là nó có cái virus nó xâm nhập vào, nó làm cho ảnh hưởng những cái đường hô hấp của những chú chim của chúng ta. Lên cầu đứng đi, lên cầu đứng để cho các bác nhìn, cho nó trực quan để chia sẻ với các bác, để các bác có thể cứu mạng những chú chim của các bạn trong những cái lúc mà nó mới chớm bị. Đó. À, tôi xin trở lại vấn đề là cái cơ chế của nó làm cho
nó chúng ta gọi là gì, bệnh hô hấp cấp tính, thì nó sẽ có những cái việc là khó thở, và mỗi một lúc cái virus nó làm cho cái đấy, các bạn nhìn thấy cái mắt này, cái mắt nó hơi mọng mọng này, các bạn nhìn này. Đấy, tôi zoom lại một chút cho các bác nhìn đấy. Thì cái mỗi một lần quá trình thở thì nó tạo ra những cái dịch nhầy do ở trong phổi nó có những cái vi khuẩn, và nó chảy ra cái đường hô hấp, và những cái nhầy đấy nó sẽ được tích tụ lại ở cái khu vực giữa cái phần mũi. Chúng ta hình dung là khi chúng ta bị nặng thì chúng ta coi như chúng ta không có mũi để mà thở, và các bạn thở bị tắc mũi thì các bạn thở thì các bạn thấy là gì, rất là khó chịu đúng không, như kiểu mình có mồm không thôi. Thì cái phần mũi nó bị tắc và nó sẽ đóng kén ở cái khu vực, nghĩa là đóng kén ở cái những cái màng đường dẫn khí thở ở mũi, thậm chí ở trong phổi. Thế thì thường là hai cái bên mũi của chúng sẽ phình to ra đấy, và cái mắt bị viêm kết mạc đấy, không mở ra được đấy. Các bạn là nếu như các bạn những cái có thể là cái bệnh này nó có thể là bị từ những chú chim non nhá, những chú gà con, những chú bồ câu non, các bạn để ý kỹ là nó sẽ bị một bên mắt nó sẽ mọng đỏ, và nặng hơn một chút là nó sẽ nhìn chảy ra cái nước mắt, mà nó các bạn sờ vào nó sẽ nhầy trơn trơn như kiểu là cái dịch của con ốc sên đấy. Và giai đoạn tiếp theo là nó sẽ sưng lệch một bên mắt lên đấy, và giai đoạn tiếp theo nữa là nó bắt đầu đùn ra những cái bã đậu ở khu vực viền mắt hoặc khu vực sống mũi, mép lỗ mũi. Nó có thể biểu hiện kéo dài trong vòng khoảng 2 tuần, 3 tuần. Đấy. Cái tỷ lệ mắc bệnh thì có thể là lây lan cả đàn. Lây lan nếu mà chạy gà hoặc là những cái chỗ mà các bạn bị mầm bệnh. Nhưng mà cái tỷ lệ chết thì thấp các bạn ạ. Chim mà khi mà khỏi bệnh ấy, thì có thể miễn dịch, nhưng chúng vẫn còn mang lại cái trùng làm lây lan sang những con khác, đàn khác. Đấy. Ở cái giai đoạn cuối của cái ổ dịch này thì một số con là thở khó, cực kỳ là khó thở, và ho là khò khè, há mồm. Đấy, các bạn nhìn con chim này thì biết, các bạn nhìn đây này, mình chia sẻ thực tế trên hình ảnh trực quan. Lên cầu đi con, lên cầu. Con này đã đến mức độ là bỏ ăn, là đã gầy rồi các bạn nhé. Con này đã được mức độ bỏ ăn là tương đối gầy rồi đấy, mình cũng sẽ chữa được con này đó, nhưng mà mình thấy là nó cùng đến cái giai đoạn nặng này thì để mình minh họa cho nó dễ các bạn nhé. Nó bắt đầu đến cái giai đoạn là khò khè khó thở, há mồm ngáp ngáp và thở gấp. Cái này là do cái dịch viêm nó bị cô đặc trong cái khoang mũi làm nghẹt thở. Đấy là cái bản chất của vấn đề nó như vậy. Và cái giai đoạn này là đến cái giai đoạn là tỷ lệ chết bắt đầu tăng nhanh lên, bởi vì nó đã bỏ ăn lâu rồi và nó đã khó thở. Chúng ta như kiểu là người bị suy nhược cơ thể, không có năng lượng và lại bị cản trở trong việc hô hấp. Đấy. Có thể là nó ở trong phổi, các bạn phẫu thuật ra nó sẽ bị đóng kén ở phổi. Thì đấy là những cái dấu hiệu và những cái nguyên nhân của nó như vậy. Thì cái tên này, Thao Chim Cu Gáy, trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay, cứ đặt tên một cái bệnh là bệnh hô hấp cấp tính của chim cu gáy. Đấy. Thì cái cách khắc phục như sau. Khi các bạn nhìn thấy chim có dấu hiệu ban đầu là mắt hơi đỏ đỏ mọng mọng ở một bên. Đó, tôi zoom lại. Đó.
zoom lại một chút. Đó, các bạn nhìn thấy không? Lờ đờ rụt cổ. Lúc này nó là nặng, nó ngáp ngáp, còn lúc trước nó không ngáp đâu. Nó chỉ có rụt cổ mà mình các bạn phát hiện là cứ ví dụ như tầm 8 9 giờ tối các bạn ra sờ vào diều của nó thì chúng ta thấy là gì? Nó không có gì trong diều cả. Ngày hôm sau nó cũng chỉ ăn khoảng 10 đến 20% cái dung tích diều và nó chỉ đảm bảo duy trì sống chứ không phát triển. Chính vì vậy một số các bạn ở trại chim các bạn cứ gọi điện cho tôi, các bạn hỏi là tại sao nuôi chim vú nuôi mà nó lại không đẻ. Có những cặp mà nó cứ sống cả tháng, 2 tháng, 3 tháng nhưng nó lại không đẻ. Bởi vì các bạn biết là loài này nó không chết ngay. Cái mầm bệnh này nó ủ. Đấy nên nó ra là nó sẽ làm cho con chim của chúng ta là gì? Không ăn, gầy rọp, xác xơ. Và chúng có những cái biểu hiện là lù dù không muốn ăn uống gì cả, như kiểu đóng băng cơ thể. Đấy, thì chúng ta phải biết là như thế thì chúng ta phải xử lý một số cái quy trình sau. Đấy, chúng ta có thể là bắt tách từng con ra và tiến hành cho uống kháng sinh. Các bạn nên nhớ là nó cũng có cái lây lan, nên là chúng ta phải bắt ra những con có dấu hiệu. Khi chúng ta cảm sờ diều mà trong vòng 1-2 ngày mà không thấy có diều, chứng tỏ là nó cũng đã có cái dấu hiệu ban đầu là bỏ ăn, rụt cổ, xù lông. Và chúng ta phải cho uống kháng sinh. Đó, bắt tách ra, ra cửa hàng thú y, cho uống kháng sinh, cho uống thêm chất C đấy, và B1 và một số những cái vitamin để làm tăng sức đề kháng cho chim. Thậm chí là cuối ngày chúng ta phải bón hoặc là cho những cái viên hạt hoặc là những cái cám pha nước chúng ta bón cho chim ăn để nó lấy cái năng lượng để nó nuôi cơ thể và nó có cái thời gian để nó ngấm cái thuốc của chúng ta. Đó. Tiếp theo là chúng ta sử dụng một số những cái điện giải. Đấy, cho uống thêm vitamin C, B1 để nâng cao cái khả năng miễn dịch và sức khỏe để chống chịu lại cái bệnh đó. Và sử dụng đặc biệt là các bạn có thể là cho uống hoặc là tiêm. Tại vì sao là tôi nói như thế? Bởi vì là có những con nó lặng thì chúng ta lên tiêm. Bởi vì cái tiêm nó là cái nó hiệu nghiệm nhanh và nó cũng tất nhiên là nó cũng khó làm. Thế thì chính vì cái đó thì cái bệnh này chúng ta điều trị theo hai cái phác đồ là tiêm và uống. Đó. Nếu như mà các bạn uống cũng được, không phải là uống mà không khỏi. Thế thì trên đây điện thể đây thì tôi cũng xin giới thiệu luôn về cái tên thuốc. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái vấn đề là uống thì các bạn nói rõ là tôi mua về để điều trị cho con chim nó bệnh, nó là bệnh của nó là bệnh hô hấp cấp tính hay còn gọi là bệnh cô là CORIZA, gọi là CORIZA đó. Thì nhân viên cửa hàng thú y sẽ có những cái kiến thức và họ sẽ biết cách đưa cho cái thuốc vào để uống. Và cái thuốc uống thì nó có thể là biến thoái theo nhiều cái thương hiệu khác nhau. Nhưng thường nó sẽ có những cái tính năng là gì? Nó sẽ là kháng sinh, nó là bổ sung năng lượng và nó là long đờm. Đó là ba cái yếu tố mà các tên thuốc, mà các tính năng của thuốc các bạn đọc ở trên bao bì nó sẽ đạt được. Thế chính vì vậy tôi không đưa ra cái tên nó quá cụ thể về cái tên thuốc uống, tại vì nó rất phổ biến, rất dễ thôi. Đó. Thế còn về cái tiêm thì tôi giới thiệu với các bác ở đây là cái xi lanh các bác nhé. Tôi xin chúc cái đó. Cái xi lanh này thì các bạn thấy là xi lanh cỡ nhỏ nhất trên cái hiệu thuốc người hoặc thuốc thú y. Nó là cái sản phẩm xi lanh, ta gọi nó là đầy một cái xi lanh này nó mới có là 1cc thôi các bạn ạ.
Chính vì thế nếu như các bạn tiêm cho con chim thì các bạn có thể tiêm 0,3 cc hoặc là 0,5 cc. Đấy, thì các bạn có thể là trong cái 0,5 thì các bạn có thể là pha với dung dịch rồi đó. Thì các bạn cứ bảo là tôi mua cái xi lanh nhỏ 1 cc. Đấy, các bạn thấy là gì, nó cũng khá là dễ nhìn thôi. Đó, các bạn nhìn đây, từ 1 đến 10, thực tế cái này nó chỉ là 1 cc thôi nhá, rất là nhỏ đó. Đấy, các bạn tiêm vào bằng mũi này luôn. Thì cái thuốc thì các bạn dùng cái thuốc, ví dụ như ở đây là các bạn nhìn thấy là gì, tôi đang dùng cái tên thuốc, các bạn nhìn rõ này, các bạn nhìn rõ, tôi quay ra đây một chút đó, bromhexin. Đấy, giảm ho này, đầu tiên này, long đờm này, và gì, thông khí quản đó. Thì các bạn tiêm những cái loại này, các bạn có thể tiêm rít thẳng cái loại này, các bạn tiêm vào bắp thịt và liều lượng khoảng 0,3 đến 0,5 cc, và các bạn tiêm trong vòng 3 ngày cho tôi thì con chim gần như nó đỡ hẳn đó. Thì các bạn có thể đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc là các bạn hỏi nhân viên thú y và tính theo cái trọng thể của những chú chim của chúng ta. Chúng ta có thể rít và chúng ta pha thêm cái dung dịch hòa chung vào đấy. Tiếp theo thì các bạn có thể tiêm thêm những cái tên thuốc, ví dụ như là cái lin spec. Cái những cái này thì các bạn thấy là gì, trên cái công dụng đặc trị rối loạn hô hấp, đúng không? Thì hoặc là các bạn có thể lấy cả cái loại thuốc bổ, loại tiêm ấy, các bạn tiêm vào đấy. Thực ra cái tiêm này nó các bạn hình dung ra nó rất là dễ. Đây tôi có thể minh họa luôn, tôi có thể tiêm luôn cho em này một chút. Đây là cái này, các bạn thấy là gì, tôi cắm vào đó và tôi lấy khoảng một phần ba của 1 cc đó. Đây là 1/3 đấy, đây này, từ đây đến đây là 1/3, 2/3, 3/3, 1 cc, có thể một nửa cũng được cái thuốc này. Và tôi sẽ bắt con chim này tôi tiêm. Các bạn thấy là con chim này nó cần phải tiêm ngay. Đấy. Không. Đấy, các bạn nhìn này, tôi cầm con chim. Tư thế cầm thì các bạn cầm như thế này. Đó. Tư thế cầm như này. Và các bạn nên nhớ là các bạn để dọc theo cái chiều đây, và các bạn tiêm vào cái phần bắp thịt ức ở đây. Các bạn vén vén ra và các bạn chọc, cảm giác nó đâm vào thịt một chút. Đó. Thì như vậy là tôi đã tiêm xong cái phần đó. Và các bạn thấy là gì, con chim nó cũng rất là yếu rồi. Đấy. Thì tiếp đây là tôi tiêm bên này các bạn nhé. Và các bạn nên nhớ là cái loại này chúng ta có thể tiêm bên này đó, chúng ta ngửa lên, chúng ta tiêm sườn bên này. Các bạn nên nhớ là tiêm hẳn vào bắp thịt nhé, chứ không phải tiêm ở vùng dưới da. Đấy. Con chim sau khi được tiêm thì chúng ta thấy thì nó cũng không có gì là quá đau đâu, đau thì cũng phải chịu, và chúng ta thấy là gì, nó sẽ có cái thuốc ngấm ở trong cơ thể. Đấy, các bạn thấy là tại sao mà khi vừa nãy chúng ta nó không thở mấy, mà từ lúc chúng ta bắt nó thở nhiều hơn, vì khi chúng ta bắt là con chim nó sẽ vận động, nó sẽ hoảng và nó sẽ dãy, thì cái nhịp tim nó sẽ nhiều hơn, cái nhu cầu trao đổi không khí nó sẽ cao hơn, và gì, nó càng phải thở thì nó lại càng khó thở, và nó lại càng phải ngoáp, và nó càng phải thò thụt như vậy. Thì ngoài ra chúng ta có thể dùng những cái thuốc theo cái kiểu như thế này ra, chúng ta sẽ để nhỏ vào cái khoang miệng. Thứ nhất là chúng ta vệ sinh cái khoang miệng và nó làm cho long đờm, hoặc là chúng ta có thể là kết hợp vừa tiêm vừa uống. Thì trên đây
là cái bệnh mà với cá nhân tôi cũng đã chữa rất là thuần thục. Tại vì như trong cái quá trình tôi phát triển vườn trại chim cu thì tôi cũng gặp những cái con chim từ cái việc ở ngoài thiên nhiên, hoặc là giao lưu với một số anh em và chữa giúp một số anh em. Có những anh em có những con chim mồi nhá, nó lây lan từ ngoài thiên nhiên đấy nhá. Đặc đặc biệt là chim rời lây rất nhanh, lây qua đường không khí này các bạn ạ. Thế là đánh được một thời gian thì thấy chim bỏ ăn mà sơ xác gầy rọp thì tôi lấy về tôi sẽ chữa, tôi chữa khỏi. Đấy, tôi chữa khỏi. Và tôi anh em ấy rất là tin tưởng, rất là thán phục. Thì vừa rồi cũng có rất nhiều khách hàng, có những khách hàng mua của chim của tôi khoảng 2 năm hoặc 1 năm. Thì bây giờ cũng có những cái dấu hiệu là chảy nước mũi, bỏ ăn, kém gáy và hơi ngáp ngáp cái miệng. Thì tôi đấy nghĩ là đấy là cái giai đoạn đầu tiên rồi. Những cái này nó không nó rất là dễ lây lan chứ không phải không nhá. Nên đâm ra là các bạn đừng nghĩ là cái hàng gia cầm nó ở gần những cái trại gà hoặc là gần những cái chỗ mà có một người bị, hai người bị là nó sẽ lây lan, mà các bạn phải phơi nắng rồi các bạn phải phun trùng ở cái lồng của các bạn. Là bạn một số các bạn cứ nghĩ là cho đi đấu đi chọi, nhưng mà có khi những con hôm nay nó khỏe mạnh nhưng hôm sau nó đã ủ bệnh trong người rồi, hôm sau về nó ốm thì chim của mình cho đi giao lưu đấu đá thì nó cũng sẽ có phần nào có sự ảnh hưởng. Nó đã ảnh hưởng qua đường hô hấp thì rất là nhanh các bạn nhé. Thì cuối video thì tôi cũng xin chia sẻ cái phần hiểu biết phần nào thôi của tôi. Thì mong các bác là cũng có thể là đọc, nghe và hiểu phần nào và thực hiện theo cái hiểu của bác, và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Chứ tôi không có tính chất là giáo huấn giáo điều gì cả. Kênh của tôi là xây dựng lên để là trên tư thể đam mê và chia sẻ. Thì mong các bạn cũng có ném đá thì cũng ném nhẹ thôi, hoặc là cũng làm những cái clip lên để các bạn, bao giờ các bạn làm một clip lên thì các bạn biết là cái sự chuẩn bị công phu như thế nào, và cái tâm trạng khi mà nhận được những cái lời nó hay thì không sao, không hay thì các bạn thấy như nào, thì các bạn cứ tự tưởng tượng đặt cương vị vào các bạn như vậy. Thì hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ đăng ký kênh của tôi để tiếp tục. Tới đây tôi sẽ chia sẻ rất sâu về cái chủ đề chim cu gáy. Duy chỉ có con chim cu gáy là mình phát triển. Đấy, chứ không thì các bạn có thể là mọi cái sự chia sẻ và thắc mắc vấn đề thì các bạn có thể giao lưu với mình qua cái thông tin trên đây. Đó. Và tất cả những khách hàng khi mà giao lưu với mình thì mình đều có cái logo này để mình niêm phong cái sản phẩm, cũng như là đánh cái dấu ấn của mình với các bác khác. Đấy. Thì chúc các bạn có những cái chú chim khỏe mạnh, không phải là những cái bệnh trên đây, và có những tiếng gáy hay, có những cái niềm vui bổ ích trong cái cuộc sống của các bạn. Và đây là các bạn thấy là gì, những chú của chú, những bầy đàn chim đấy, đàn chim của chúng tôi và những chú chim của chúng ta được nuôi, được chăm sóc. Và giờ này cũng đã đến giờ mình phải cho chim tắm nắng. Các bạn thấy đấy, đây là những chú chim non. Đó. Mình nuôi bóc tách ra để cho có cơ hội là nó sẽ thuần và bán cho các bạn, hoặc là các bạn về các bạn nuôi bất cứ cái giai đoạn nào, từ chim, từ trứng chim, từ chim còn đang bón cho đến chim bố mẹ sinh sản, chim khách, chim mồi, và tất cả những cái chim đặc biệt, chim Thái, rồi tất cả chim Nhật, chim Pháp, chim vú nuôi. Nói tóm lại là dòng chim cu gáy thì các bạn yên tâm là mình cũng sẽ có đầy đủ những cái nhóm để giao lưu cũng như mua bán với các bạn, đặc biệt là bán. Mình phủ sóng trên cái văn phòng tại bến xe Mỹ Đình, văn phòng tại bến xe miền Đông và văn phòng tại bến xe miền Tây. Đó, thì các bạn thấy là mình sẽ giao lưu với các bạn trên mọi phương diện, và sẽ có cái thái độ rất là nghiêm túc trong quá trình giao lưu với các bạn. Đây là dưới cái giống chim điển hình của mình. Các bạn thấy là gì? Nó rất là thuần đúng không? Và rất là gì? Đẹp. Đó.
Âm giọng thì các bạn chưa nghe được, nhưng mà các bạn nhìn các bạn đã thấy ưng mắt rồi. Đấy. Tôi cố gắng là tuyển chọn những cái giống về bộ mã. Đây phấn hồng này, các bạn nhìn thấy phấn hồng chưa? Mắt rất đỏ. Đấy, hình bắp chuối. Rất là ok luôn. Đó. Nên là các bạn cứ hình dung ra là chúng ta hãy nhấc điện thoại lên và có bất kỳ vấn đề gì có thể giao lưu chia sẻ được, gọi cho đồng chí Thao với cái địa chỉ là cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, để chúng ta giao lưu về cái chủ đề chim cu gáy với cái số điện thoại quen thuộc là 0163 5305982. Tới đây đổi số thì sẽ là 033 5305982, hoặc là số thứ hai là 0989 177982, hoặc là các bạn có thể truy cập chim cu gáy hay trên YouTube, trên Facebook, hoặc là chim cu gáy hay.com là website của mình. Và địa chỉ thì mình giới thiệu nhanh là mình ở ngay cổng trại Đa Điểu, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy, thì các bạn có thể là giao lưu với mình qua, các bạn có thể kết nối mình ở tại cái văn phòng ở Mỹ Đình, thì các bạn có thể giao dịch, giao hàng, nhận hàng, tất cả các xe các tỉnh, có thể là về trung tâm Hà Nội, Gia Lâm, nước ngầm, Mỹ Đình, Gia Bát, thì chúng tôi sẽ có cái anh em sẽ đi đến tận các đầu bến đó và sẽ giao dịch với các bạn, nhận tiền cũng như gửi chim cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể đã tin dùng mình một vài lần rồi thì các bạn có thể là chuyển khoản cho bên mình. Tất nhiên những người chuyển khoản thì cũng sẽ có cái sự ưu tiên. Đó, tại vì mình không phải quản lý con người cũng như là cái việc khác nữa. Đấy, và cái tinh thần của mình là tinh thần đam mê, tinh thần chia sẻ và tinh thần là muốn giao lưu với tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt là các anh em ở trong miền Nam, miền Tây rất thích chim của mình. Đó. Thế các bạn thấy là từ những cái kênh của mình đã gây dựng cũng có rất nhiều, khoảng gần 20.000 lượt đăng ký, thì chắc chắn là cũng toàn những người là cũng đã hay xem video của mình. Thì các bạn cũng đã phần nào tin dùng cái giống chim cũng như là cái tiếng chim của mình. Hy vọng rằng là bài chia sẻ về cái căn bệnh về đường hô hấp của mình sẽ phần nào giúp đỡ được những cái nguy cơ gây đến tử vong của những chú chim, của các bác. Đấy. Và xin có lẽ là xin dừng video tại đây để cho chim đi tắm nắng và cho chim ăn. Hiện nay thì mình cũng xin trích lục nhỏ nhỏ là mình đã gây dựng 3 cơ sở. Bởi vì sao mình gây dựng 3 cơ sở? Bởi vì khi chúng ta nuôi trang trại nó lâu thì nó có, dù nhiều dù ít, nó sẽ có những cái nguy cơ ủ chứa những cái mầm bệnh. Mà đặc biệt ở bên mình sẽ nuôi toàn là hoang dã, mình nuôi toàn ở treo, ở trên không, nên là cái tỷ lệ mầm bệnh gần như không có. Tất nhiên là mình cũng giao lưu rộng thì cũng không thể tránh được, mình lên phòng rất là kỹ. Đặc biệt là hai cái cơ sở tiếp theo thì